Ok và hello. Xin chào toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ làm clip tiếp theo, đó chính là vì sao Đáo Gồng Mobile đã ẩn trên trang Facebook của Đáo Gồng nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ thông qua cái Đáo Gồng Mobile cái status này trước nha. Hình như bữa nào mình cũng quên rồi. Đây. Xin chào toàn thể Đáo Gồng, các bạn có thể đọc nha. Đáo Gồng, đây là lý do mà Đáo Gồng Mobile ẩn nha. Mình nghĩ vậy thôi nha, chứ mình cũng chưa chắc, chưa có thông tin chính xác nữa. Đã chuẩn bị nữa, các bạn thấy không? Sẽ ra mắt đợt 2, beta đợt 2 nha. Mình nghĩ là cái này nó liên quan đến việc ẩn Facebook của group, ẩn group nha các bạn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ lên trên Facebook mình tìm cho bạn xem luôn nha. Đây. Đây, mình đã bị mất ẩn tiêu cái ẩn mất tiêu cái group rồi các bạn. Chỉ còn có cái group của mình thôi. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ lên luôn nha. Các bạn tìm nè, Đáo Gồng Mobile hồi sinh nè. Đây. Đã tham gia nè các bạn, có thấy không? Nhóm này đã được lưu trữ. Đó là quản trị viên Tân Lê nha các bạn. Thận nhóm nha các bạn. Một ngày trước rồi. Và Đáo Gồng Fan Market cũng bị ẩn luôn nha các bạn. Hạn chế nha các bạn. Đây. Nhưng mà bài viết trong của anh em sẽ thấy nha. Đây, các bạn thấy không? Lý do là mình đã nói ở đầu clip rồi đó. Chắc là admin muốn thanh lọc lại chắc hay gì đó, mình cũng biết, để coi. Mình sẽ vào admin Dương Hoàng đi, coi có gì không. Không. Đây, Dương Hoàng đây. Các bạn biết cái này là cái gì rồi ha. Đây là Khảm Ngọc. Nhìn là các bạn có thấy rồi đó. Nó sẽ tăng sát thương, máu, hút máu, né tránh chí mạng. Mấy viên, các viên ngọc này nó sẽ tăng một cái gì đó nha bạn. Ví dụ như là viên ngọc tím này nè, nó sẽ tăng cho bạn cách né tránh. Hồi viên ngọc đỏ mình cũng không nhớ nữa, mấy viên ngọc còn lại mình cũng không có nhớ nữa nha bạn. Mình nghĩ beta đợt 2 nó sẽ ra mắt nha. Nó sẽ ra mắt, đó chính là Khảm Ngọc để chức năng tăng lên các bạn đấu trường BK rồi á, các bạn sẽ rất là khủng bố luôn. Thì các bạn sẽ đi BK và gắn ngọc vô cho mấy con rồng, nó sẽ rất là mạnh nha. Mình nghĩ beta test đợt 2 nó sẽ rất là nhiều người chơi, nên admin sẽ nâng cấp server lên nữa. Hình như là 1.000 người beta đợt 1 á, đợt 2 mình nghĩ sẽ lên cỡ khoảng 10.000 hoặc có thể 5.000 người. Rồi vậy thôi, video mình cũng tạm dừng tại đây nha. Để mình admin đang code nè các bạn. Đây. Chí mạng đam ảo thôi rồi. Vãi rồi. Tăng sức mạnh rồi các bạn. Video mình lên gấp nên mình cũng không có chỉnh sửa gì, nên mình video này cũng không hay lắm, nhưng mà các bạn, mình chỉ cập nhật tình hình cho bạn biết thôi nha. Rồi, video mình cũng kết thúc đây rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình và đừng quên chia sẻ clip này cho nhiều người biết đến kênh mình nha. Rồi, bye bye, tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha.